chị Diễm thoát nghèo từ năm 2022. Để ra khỏi danh sách hộ cận nghèo, năm 2023, huyện Tư Nghĩa hỗ trợ gia đình chị một con bò cái sinh sản để phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập. Chị Diễm chăm sóc cẩn thận theo hướng dẫn của ngành thú y để bò phát triển sinh sản tốt. Được nhà nước hỗ trợ con bò là tạo điều kiện cho mình thoát nghèo, rồi mình mở thêm chuồng nó rộng, rồi mình nuôi thêm, đầu tư thêm nữa để sau này phát triển kinh tế nữa. Trong năm 2023, thực hiện dự án chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Tư Nghĩa đã hỗ trợ giảm nghèo với mô hình nuôi bò Zebu cho 14 hộ nghèo cận nghèo mới thoát nghèo với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Các hộ dân được hỗ trợ bò đều xây dựng chuồng trại đảm bảo, trồng cỏ để có thức ăn xanh, chăn nuôi đúng hướng dẫn nên bò giống sinh trưởng tốt. Để tạo điều kiện giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững, xã Nghĩa Sơn hướng dẫn người dân chuyển đổi các mô hình kinh tế chăn nuôi trồng trọt phù hợp. Trăng lầm trăng nuôi con, trăng nuôi bò đó. Bây giờ con bò thì mừng quá. Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã đạt hiệu quả. Trên địa bàn có nhiều mô hình hộ nghèo cận nghèo vươn lên thoát nghèo được nhân rộng. Trong đó nuôi bò sinh sản là mô hình hỗ trợ cải thiện thu nhập hiệu quả ở xã Nghĩa Sơn, giúp các hộ thoát nghèo. Sau khi giúp các hộ thoát nghèo, xã tiếp tục đề xuất huyện hỗ trợ sinh kế để các hộ thoát nghèo bền vững. Một là trồng cao, hai là trồng trái cây và ba là chăn nuôi. Thì sau khi mà chúng ta là làm công tác đó, thì hai nội dung kia là không đạt, chỉ là về chăn nuôi là đạt hơn. Do không đạt là đầu ra như là cao là không sống này, trái cây thì đầu ra thì không đảm bảo, cho nên chọn phương án là chăn nuôi ấy, là hiệu quả nhất. Tính đến hết tháng 5 năm 2024, Nghĩa Sơn còn 6 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,64%, và 24 hộ cận nghèo, chiếm 6,57%. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo động lực để người nghèo vươn lên thoát nghèo. Cấp ủy chính quyền xã Nghĩa Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loại cây con có giá trị kinh tế vào sản xuất, nâng cao thu nhập.